Chú mẹ đâu hãy xin chào. Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình sẽ giới thiệu những loại mì nhà mình thích nha. Thứ nhất là mì chua cây Thái. Mì đây là mì ba miền nhưng mà nó rất là ngon. Còn đây là mì Kokumi 90. Nhưng mọi người, mì đây là nó nhiều nhưng mà ăn sống không được ngon. Gâu đỏ em mình nó thích, rất thích ăn nha mọi người. Mì đây là nó em mình nó thích ăn nhất nha mọi người. Tiếp theo là mì mình thích nhất, mì đây, đây là mì heo heo vị tôm chua cây mọi người. Mì đây mình rất thích nha. Mì đây là vị heo heo vị hương vị sa tớ hành tím nè mọi người. Ai cứ ăn hành tím thì hãy mua mì đây ăn nha. Ok. Mì hảo hảo, mì xào, tôm hào, tôm xào chua ngọt. Cái đó ngồi quay đầu em. Đây là mì hảo hảo. Em cầm vô cho mấy mẹ coi chưa? Sườn heo tới phơi nha mọi người. Đây. Đưa thì mấy chị. Rồi bấm đây con coi. Rồi đó chị. Đây. Mình sẽ đưa cho các bạn xem. Đó chị quay cho các bạn nhìn kỹ xem nè. Đây mọi người, đây nha, ba miếng nè. Đấy, chua cây. Rồi đây nè mọi người. Rồi nha, mì đây. Mì em chọn mì đây nha mọi người. Đây nha mọi người. Rồi mình sẽ bỏ một bên nha mọi người. Đây là mì sườn heo phi tỏi nha mọi người. Đây là mì Kokumi 90 nha mọi người. Đây em phạm vi các bạn nha. Đây là mì gấu đỏ nha mọi người. Em thằng chó của chị, thằng chó của mình đó, đẹp lắm. Giỡn nha.